từ hàng ngàn năm qua, chúng ta có thể thấy sự xung đột chính trị, tôn giáo, văn hóa, lợi ích kinh tế luôn tồn tại kể từ khi hình thái nhà nước đầu tiên xuất hiện. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân loại. Nhìn lại lịch sử, ở bất kỳ một thời đại nào cũng xảy ra những cuộc chiến tranh, những cuộc xung đột quân sự từ lớn đến nhỏ. Trong bối cảnh hiện nay, các xung đột ngày càng trở nên nguy hiểm khi các quốc gia thi nhau chạy đua vũ trang và các chương trình hạt nhân. Do vậy, việc hiểu và theo dõi các diễn biến quân sự trở nên cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng các quốc gia có thể phản ứng một cách hiệu quả và xây dựng những giải pháp hòa bình cho những thách thức toàn cầu. Nếu Thế chiến thứ ba bắt đầu trong năm 2024 này, thì có lẽ thế giới sẽ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng quốc tế với quy mô lớn hơn và ảnh hưởng sâu rộng hơn. Vậy, một số kịch bản nào có thể xảy ra? Sự căng thẳng giữa các quốc gia sẽ gia tăng khi họ tìm kiếm sự ủng hộ cho các liên minh và hiệp ước. Các quốc gia có thể nhanh chóng chia rẽ và phân chia thành các phe phái đối địch. Nga, Trung Quốc, Iran sẽ là một thế lực đối trọng trực tiếp với Mỹ và NATO như đã nhắc đến ở video trước. Chiến tranh và sự bất ổn sẽ gây ra sự suy thoái kinh tế trên toàn cầu, với hàng triệu người mất việc làm và sự sụt giảm lớn trong sản xuất và thương mại. Các quốc gia sẽ tìm cách nâng cao công nghệ quân sự và phát triển vũ khí mới nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và an ninh quốc gia. Những thách thức lớn như chiến tranh có thể thúc đẩy sự đổi mới và phát triển toàn cầu trong các lĩnh vực như y tế, công nghệ và quản lý tài nguyên. Sau đó, các quốc gia có thể phải đối mặt với sự tan rã và sụp đổ, cũng như sự hình thành của các quốc gia mới và biên giới mới. Điều này chúng ta đã được chứng kiến trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. Tóm lại, nếu Thế chiến thứ ba bắt đầu trong thời điểm này, thế giới sẽ đối mặt với một loạt các thách thức và biến đổi đáng kể, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của xã hội trên toàn cầu. Việc Điện Kremlin tiếp tục tăng cường chiến tranh ở Ukraine có thể tạo ra một loạt các hậu quả nguy hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa NATO và Nga, cũng như việc Iran phóng tên lửa vào Israel trong thời điểm trào lửa Trung Đông đang nóng hơn bao giờ hết. Sau đây là một kịch bản về các tình huống có thể phát triển. Một khi Điện Kremlin tăng cường hoạt động quân sự ở Ukraine mà không quan tâm đến sự phản đối của NATO, có thể sẽ tạo ra một cuộc leo thang căng thẳng giữa hai phe. NATO có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế và quân sự đối với Nga, trong khi Nga có thể đáp trả bằng cách triển khai lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn ở biên giới NATO. Mặc dù khả năng xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga vẫn còn thấp, nhưng trong tình hình căng thẳng leo thang, rủi ro này sẽ tăng lên. Một va chạm ngẫu nhiên hoặc một hiểu lầm có thể dẫn đến một cuộc đụng độ không mong muốn, đặc biệt là ở các khu vực như Biển Đen hay biên giới Baltic. Nếu xung đột giữa Nga và các quốc gia thành viên NATO leo thang thành đối đầu quân sự, hậu quả sẽ không chỉ giới hạn trong khu vực châu Âu mà còn lan rộng ra toàn bộ thế giới. Điều này có thể gây ra sự mất ổn định kinh tế, chính trị và an ninh toàn cầu, tạo ra một cuộc khủng hoảng quốc tế. Hơn nữa, kể từ khi Hoa Kỳ và NATO phạm một số sai lầm chiến lược ở Iraq và Afghanistan, không thể tạo được ảnh hưởng ổn định ở các quốc gia bị chiến tranh tàn phá như Syria và Libya, khiến họ bị lên án rất nhiều. Trong khi các quốc gia như Nga, Trung Quốc và Iran cũng phản đối gay gắt chính sách đơn cực của Mỹ, bắt đầu lên tiếng chỉ trích nhiều hơn về trật tự quốc tế thời hậu chiến tranh lạnh và nhấn mạnh sự hợp tác của họ để tạo ra một trật tự thế giới mới. Trong bối cảnh những rủi ro và hậu quả tiêu cực này, việc ngăn chặn sự leo thang của xung đột và tìm kiếm các giải pháp hòa bình, đàm phán trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài cuộc chiến tranh Nga-Ukraine thì trên thế giới còn chiến trường nào dễ khơi mào cho Thế chiến thứ ba? Đó có thể là xung đột trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc, Đài Loan, Pakistan và Ấn Độ, hoặc cuộc chiến ở Syria cũng như trào lửa Trung Đông như chúng ta đã nhắc đến trước đó. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, còn một số xung đột ở khu vực khác vẫn luôn ở trong tình trạng báo động, chỉ một hiểu lầm nhỏ cũng có thể gây ra chiến tranh. Có một số điểm xung đột khác đáng được đề cập như sau. Xung đột ở Biển Đông. Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động quân sự và xây dựng hạ tầng quân sự trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông, gây ra căng thẳng với các quốc gia hàng xóm như Việt Nam, Philippines và Malaysia trong suốt thập kỷ qua. Tranh chấp ở Biển Đông Tây Phi. Các quốc gia ở khu vực Biển Đông Tây Phi như Nigeria, Ghana và Côte d'Ivoire cũng có những tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên trên biển, tạo ra căng thẳng trong khu vực này. Xung đột ở Yemen.
Cuộc chiến đấu ở Yemen giữa lực lượng Houthi và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền nghiêm trọng. Xung đột ở Somalia. Xung đột giữa các nhóm quân đội và chính phủ tạm thời của Somalia với những nhóm vũ trang đối lập đã tạo ra một tình hình bất ổn và không ổn định kéo dài trong nhiều năm. Những xung đột này có nguy cơ gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng, bởi vì đây sẽ là nơi lý tưởng cho những cường quốc lớn trên thế giới lợi dụng để tạo ra chiến trường nếu Thế chiến thứ ba nổ ra. Hy vọng rằng các nỗ lực hòa bình và đàm phán sẽ được thúc đẩy để giải quyết chúng một cách hòa bình và công bằng. Những quốc gia mà chúng ta đã đề cập như Triều Tiên, Iran và Nga thường cảm thấy bị cô lập hoặc bị đặt vào tình trạng ra rìa trong cộng đồng toàn cầu. Các quốc gia này thường gặp phải áp lực từ cộng đồng quốc tế về các vấn đề như quyền con người, an ninh quốc gia hoặc việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ thường bị cáo buộc là tạo ra một chế độ gian dối và độc tài, được coi là mối nguy hiểm hàng đầu trong các tình huống xung đột, bởi vì họ thường không tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế, ít ràng buộc bởi các cơ chế kiểm soát và cân nhắc. Hành động của họ có thể khó lường và không dễ dàng đoán trước, tạo ra nguy cơ cao cho sự leo thang của xung đột. Do vậy, trong bối cảnh này, việc đàm phán và hòa bình trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết để ngăn chặn sự leo thang của xung đột và giữ cho hòa bình, ổn định toàn cầu. Hãy cùng nhìn lại lịch sử. Đã có rất nhiều tình huống dẫn đến nguy cơ của một cuộc xung đột trực tiếp có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Và đây là một số tình huống cụ thể. Vụ phóng hạt nhân trên tàu ngầm Liên Xô năm 1962. Vụ việc này diễn ra trong thời điểm căng thẳng của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Nếu không có sự can thiệp của Vasil Akopov, người đã ngăn chặn một vụ phóng hạt nhân trên tàu ngầm Liên Xô, thì có thể cuộc khủng hoảng đã leo thang thành một cuộc xung đột trực tiếp có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới. Sự cố của hệ thống cảnh báo Liên Xô năm 1983. Vào ngày 26 tháng 9 năm 1983, một sự cố trong hệ thống cảnh báo Liên Xô đã gây ra một cuộc báo động sai, cho rằng Liên Xô đang bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân từ Mỹ. Sự kiện này gần như đã khiến Liên Xô phản động một cách không kiểm soát và chỉ nhờ vào sự tỉnh táo, kiềm chế của một chỉ huy quân sự Liên Xô đã ngăn chặn một cuộc phản công hạt nhân. Nếu sự kiện này không được xử lý một cách cẩn thận, nó có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô và có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh thế giới. Hành động của Stanislav Petrov là một ví dụ tiêu biểu về tầm quan trọng của sự kiểm soát và kiểm soát cẩn thận trong môi trường căng thẳng của chiến tranh lạnh. Anh không báo cáo nhầm lẫn về việc phát hiện các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đã ngăn chặn một cuộc phản ứng hạt nhân từ Liên Xô, giúp tránh được một cuộc xung đột hạt nhân tiềm tàng. Trong một tình huống mà chính sách của Liên Xô thời đó yêu cầu một phản ứng hạt nhân sau khi phát hiện tên lửa đạn đạo, sự kiên nhẫn và sự kiểm soát của Petrov đã ngăn chặn một phản ứng không kiểm soát có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân. Sự kiểm soát và tỉnh táo của anh là một ví dụ tốt về sức ảnh hưởng của các nhân viên làm việc trong các hệ thống quân sự và thông tin. Đáng chú ý, các lỗi tương tự đã xảy ra trong hệ thống thông báo của Hoa Kỳ về việc phát hiện các vụ phóng tên lửa và các sự kiện khác liên quan đến an ninh quốc gia. Những trường hợp như vậy là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự chính xác và cẩn thận trong việc quản lý các hệ thống quân sự và an ninh quốc gia. Các cuộc tập trận quân sự có thể tạo ra một môi trường căng thẳng và gây ra nguy cơ leo thang trong mối quan hệ giữa các quốc gia. Cuộc tập trận Able Archer 83 của NATO là một ví dụ điển hình về điều này. Able Archer 83 được NATO tổ chức vào năm 1983 nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng tổ chức, điều phối các hoạt động quân sự trong trường hợp một cuộc xung đột thực sự xảy ra. Tuy nhiên, Liên Xô coi cuộc tập trận này là một hành động khiêu khích và đáp trả bằng việc tăng cường sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự ở Đông Âu, đặc biệt là ở Đông Đức và Ba Lan. Điều này tạo ra một tình huống căng thẳng đáng lo ngại và nguy cơ leo thang, bởi vì cả hai phe đều căng thẳng và lo lắng về ý định và hành động của đối phương. Sự hiểu lầm và sự nhầm lẫn trong các tình huống như vậy có thể dẫn đến các biện pháp phản ứng không kiểm soát, đe dọa đến sự ổn định và hòa bình toàn cầu. May mắn thay, trong trường hợp của Able Archer 83, cuộc tập trận đã kết thúc mà không gây ra cuộc xung đột trực tiếp, nhưng nó vẫn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kiểm soát và kiểm soát cẩn thận trong các hoạt động quân sự. Nếu một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu, hậu quả có thể là vô cùng khủng khiếp, có thể dẫn đến sự hủy diệt toàn diện của thế giới, đặc biệt khi xét đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nếu các quốc gia mạnh nhất thế giới và các đồng minh của họ tham gia vào một cuộc xung đột chống lại các quốc gia mạnh khác như Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên, Iran và các quốc gia khác, khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ rất cao.
việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến tranh toàn cầu có thể gây ra sự hủy diệt khủng khiếp với hàng triệu người chết và hậu quả kéo dài đối với môi trường, kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Ngoài ra, một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba cũng có thể kéo theo một loạt các cuộc xung đột đa phương, bao gồm các cuộc xung đột về lãnh thổ, chính trị, kinh tế và văn hóa, làm tăng nguy cơ mở rộng lãnh thổ một cách không kiểm soát. Tóm lại, một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ mang lại hậu quả khủng khiếp và không lường trước được, và việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể đưa thế giới bước vào con đường của sự hủy diệt toàn diện. Do đó, việc ngăn chặn và ngăn ngừa một cuộc chiến tranh toàn cầu là một ưu tiên hàng đầu cho toàn bộ nhân loại. Các quan điểm về vũ khí hạt nhân và chiến lược phòng thủ đối với các quốc gia thường rất phức tạp và đầy tranh cãi vì họ có hệ tư tưởng và quan điểm hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là thực tế rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ có hậu quả tàn khốc không thể lường trước được. Hơn nữa, thời gian giữa lời cảnh báo và vụ nổ thực sự rất ngắn, chỉ trong vài phút, và trong thời gian này, không nhiều người có thể tìm được nơi trú ẩn dưới lòng đất. Mặc dù cuộc chiến tranh hạt nhân có thể không dẫn đến cái chết của tất cả mọi người và sinh vật, nhưng nó sẽ để lại những hậu quả không thể phục hồi được trên cả môi trường và xã hội. Điều này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân và sự cần thiết của việc ngăn chặn sự leo thang của cuộc chiến tranh. Kinh nghiệm từ các cuộc xung đột trước đây cung cấp những bài học quý báu về việc hiểu và dự đoán động lực của một cuộc chiến tranh thế giới tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu Thế chiến thứ ba xảy ra trong thế kỷ 21, nó sẽ rất khác so với hai cuộc chiến trước đây. Công nghệ và thông tin đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giúp binh lính kiểm soát lãnh thổ và quyết định trong chiến tranh. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ này cũng cần được điều chỉnh để đảm bảo rằng nó không góp phần vào việc leo thang xung đột và mở ra khả năng của cuộc chiến tranh hạt nhân. Sự thay đổi trong cách triển khai quân sự như việc giảm kích thước của các tiểu đoàn và tăng cường việc giám sát bằng công nghệ là một phản ánh của sự phát triển trong chiến lược quân sự và công nghệ trong thế kỷ 21. Việc sử dụng công nghệ để giám sát và điều chỉnh quân đội có thể cải thiện hiệu suất và hiệu quả của các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại những thách thức mới như sự tăng cường của các chiến thuật đối phó với các biện pháp giám sát và trinh sát. Việc có ít binh sĩ hơn trên mỗi dặm mặt trận có thể làm cho tiền tuyến trở nên mỏng manh hơn và dễ bị xâm phạm hơn, đặc biệt là đối với các kẻ tấn công có kỹ năng và kế hoạch tấn công chính xác. Trong bối cảnh này, việc tăng cường sự hiểu biết và sử dụng công nghệ để cải thiện khả năng giám sát, phản ứng sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ lãnh thổ và ngăn chặn các cuộc tấn công. Các quốc gia phải liên tục điều chỉnh chiến lược và triển khai quân đội của mình để đáp ứng những thách thức mới và đa dạng trong môi trường chiến tranh hiện đại. Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, đã thay đổi cách mà chiến tranh trên bộ được tiến hành và thúc đẩy sự thay đổi trong các chiến lược quân sự. Hiện nay, nhiều quốc gia đã sử dụng công nghệ để phác thảo các bước tiêu diệt mục tiêu một cách hợp lý, từ việc truy xuất thông tin đến phân tích dữ liệu và thực hiện hành động. Điều này mang lại khả năng tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác và nhanh chóng, mang lại lợi thế rất lớn cho người sử dụng. Trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin địa lý GIS cung cấp khả năng phát hiện và phân tích dữ liệu từ các nguồn như vệ tinh, giúp tạo ra nhận thức về tình huống theo thời gian thực và hỗ trợ trong việc ra quyết định chiến lược. Các chỉ huy có thể sử dụng thông tin này để điều hướng một cách hiệu quả và chính xác hơn trong môi trường chiến tranh. Sự kết hợp của AI và GIS cũng giúp trong việc phân tích và dự đoán hành vi của kẻ thù, từ việc xác định vị trí đến việc lựa chọn vũ khí phù hợp nhất cho tình huống cụ thể. Điều này giúp tăng khả năng đối phó và giảm thiểu rủi ro cho các lực lượng phòng thủ. Tóm lại, sự phát triển của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo đã thay đổi cách mà chiến tranh trên bộ được tiến hành và tạo ra những lợi thế mới cho các lực lượng quân sự trong việc thực hiện chiến lược và tác động đến mục tiêu. Do đó, các hệ thống kỹ thuật số và công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo, phân tích và đưa ra các chiến lược chiến đấu tối ưu dựa trên hoàn cảnh hiện tại. Sự phụ thuộc vào các hệ thống SWIFT, bao gồm các đơn vị phản ứng nhanh như tên lửa và máy bay không người lái, là một phản ánh của sự tiến bộ trong công nghệ quân sự. Tuy nhiên, trong các tình huống mà đối thủ đã bắt kịp về công nghệ hoặc môi trường xung đột không còn hạn chế về mặt địa lý, việc phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến sẽ trở thành yếu tố quan trọng để đạt được sự thành công trong các chiến lược chiến đấu. Internet, trong trường hợp này, trở thành một chiến trường toàn cầu mới, nơi các cuộc tấn công có thể nhắm vào các hệ thống máy tính điều hành hoạt động dân sự và quân sự. Các cuộc tấn công ban đầu có thể nhắm vào việc làm gián đoạn các kênh liên lạc của kẻ thù, gây ra sự hỗn loạn và cản trở khả năng phản ứng của họ trước các cuộc tấn công.
Ngoài ra, các cuộc tấn công quân sự cũng có thể nhắm vào các máy tính hỗ trợ, các chức năng và cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố, bao gồm viễn thông, cấp nước, điện, cứu hỏa và dịch vụ vận chuyển. Trong các cuộc xung đột kéo dài, các chiến dịch tuyên truyền và thù địch trực tuyến thường là một phần quan trọng của chiến lược thông tin của các bên. Các hoạt động nhắm vào các trang web và máy chủ có thể được sử dụng để thu thập thông tin mật hoặc phổ biến dữ liệu lừa đảo có lợi cho quốc gia khác. Mục tiêu của các cuộc tuyên truyền và thù địch trực tuyến thường là tạo ra ảnh hưởng tâm lý và thông tin, chi phối quan điểm của dư luận và tạo ra sự ủng hộ hoặc phản đối đối với một phía hoặc một loại hành động cụ thể. Việc giành được sự ủng hộ và lòng trung thành của người dân là một mục tiêu chiến lược quan trọng trong cuộc đấu tranh thông tin. Các cuộc tấn công mạng và chiến dịch tuyên truyền trực tuyến có thể gây ra sự rối loạn, mơ hồ thông tin và làm mất lòng tin của dư luận. Do đó, việc đối phó và ngăn chặn các hoạt động này là một phần quan trọng của chiến lược quân sự và thông tin trong bối cảnh xung đột hiện đại. Việc sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số đã thay đổi cách mà thông tin được truyền tải và tiếp cận, tạo ra sự ảnh hưởng lớn đối với các cuộc xung đột toàn cầu. Trong một cuộc xung đột, Internet trở thành một công cụ tuyên truyền mạnh mẽ, cho phép các bên xung đột lan truyền thông điệp và tác động đến quan điểm của người dân trong và ngoài nước. Trong một cuộc xung đột toàn cầu, trận chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường vũ trang mà còn trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số khác. Mọi nguồn lực tiềm năng đều trở thành thông tin có giá trị và có thể được sử dụng để thúc đẩy sự ổn định hoặc bất ổn trong các quốc gia trung lập. Điều này có thể tạo ra áp lực và thách thức cho các quốc gia trung lập, khiến cho chiến tranh toàn cầu trở thành một chủ đề phổ biến và nóng bỏng trên toàn thế giới. Mặc dù nhiều quốc gia có quan điểm mạnh mẽ về tự bảo vệ và kiểm soát thông tin trên Internet thông qua việc áp dụng các biện pháp kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt, nhưng sự lan truyền thông tin và tác động của Internet vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn trong một cuộc xung đột toàn cầu. Thế giới sẽ thế nào sau Thế chiến 3? Trong một cuộc xung đột toàn cầu, nhiều người sẽ tìm cách trốn thoát và tìm nơi ẩn náu ở các quốc gia trung lập hoặc an toàn hơn để bảo vệ mình khỏi nguy cơ chiến tranh. Hậu quả của cuộc xung đột toàn cầu sẽ làm thay đổi đáng kể cả nền kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng. Một cuộc xung đột kéo dài có thể dẫn đến nạn đói trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Ngay cả các quốc gia trung lập cũng sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể khi các bên xung đột ưu tiên lợi ích riêng của họ hơn tất cả những thứ khác. Một cuộc xung đột toàn cầu sẽ dẫn đến nhiều vụ nổ tại các kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn, cũng như các cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Những cuộc không kích vào các cơ sở sử dụng hóa chất độc hại trong quy trình sản xuất của họ cũng sẽ gây ra ô nhiễm nước thải của các vùng nước. Hơn nữa, sự gián đoạn và phá hủy quá trình xử lý thực vật có thể gây ra ô nhiễm nước thải và cháy rừng trên diện rộng. Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực tự nhiên được bảo vệ, nơi hàng nghìn loài thực vật có thể phải đối mặt với sự tuyệt chủng do cuộc xung đột. Các vụ nổ tên lửa và đạn sẽ tạo ra một loạt các chất độc hại, bao gồm carbon monoxide, khí màu nâu, nitơ dioxide và các hợp chất hóa học khác làm ô nhiễm không khí và đất. Sự ô nhiễm này sẽ kéo dài hàng ngàn năm, ảnh hưởng đến nông nghiệp và môi trường sống của hàng triệu người. Các vụ nổ cũng có thể gây cháy rừng và làm phát sinh chất phóng xạ hạt nhân, gây ra các hiệu ứng khó lường đối với môi trường và khí hậu. Sự gia tăng kéo dài của bức xạ nền có thể gây ra cái chết của hàng tỷ người. Tuy nhiên, những người lạc quan nhất lại thấy Thế chiến 3 là một điều tất yếu để phát triển. Đối với họ, xung đột sẽ kết thúc, mở ra cơ hội cho hòa bình, mặc dù hậu quả của cuộc chiến chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi sâu sắc và khó lường trong cảnh quan quốc tế. Có thể có cơ hội cho sự tăng trưởng và tiến bộ nếu nhân loại có thể bảo vệ những thành tựu nổi bật của mình trước đây. Chiến tranh thường kích thích sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng khi các quốc gia phát triển nghiên cứu và phát triển nguồn lực đáng kể cho mục đích quân sự sau khi bụi lắng xuống. Những công nghệ này có thể được chuyển đổi thành các ứng dụng dân sự, thúc đẩy tiến bộ xã hội nói chung như tái thiết sau xung đột, phục hồi môi trường và tiến bộ y tế. Hậu quả tàn khốc của Thế chiến 3 có thể làm nổi bật khát vọng chung của nhân loại về hòa bình và cam kết chung nhằm ngăn chặn sự tái diễn của những sự kiện thảm khốc như vậy. Chấn thương tập thể từ cuộc xung đột này sẽ có tác động sâu rộng và có thể thúc đẩy sự xem xét nội tâm liên quan đến những sai lầm trong quá khứ và thúc đẩy chúng ta tìm kiếm nhiều giải pháp ngoại giao hơn trong khi chúng ta tiến về phía trước do tác động sâu rộng của Thế chiến thứ 3 đối với các quốc gia trên toàn thế giới. Hợp tác quốc tế sẽ được tăng cường thông qua nâng cao trách nhiệm giải trình
củng cố quan hệ ngoại giao và tích cực tham gia vào các sáng kiến toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu, sức khỏe toàn cầu và giảm nghèo. Việc không xảy ra xung đột quy mô lớn sẽ bảo vệ hàng triệu sinh mạng và môi trường hiện tại, cũng như thúc đẩy phát triển văn hóa, nghệ thuật và phúc lợi xã hội trên toàn thế giới. Phạm vi toàn cầu của một cuộc xung đột như vậy có khả năng định hình lại trật tự toàn cầu đã được thiết lập. Nhiều quốc gia hùng mạnh có thể sẽ mất vai trò của mình trong bối cảnh này. Động lực của một cuộc xung đột toàn cầu trong thế kỷ 21 về cơ bản sẽ bị ảnh hưởng bởi những tiến bộ công nghệ, nhưng có thể sẽ phải tham gia lâu dài vào vấn đề này. Hậu quả ngay lập tức của một cuộc chiến tranh thế giới như vậy sẽ kéo theo sự sụp đổ kinh tế và tàn phá môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh hủy diệt này, có thể xuất hiện cơ hội phục hồi và tiến bộ nếu nhân loại có thể bảo tồn những thành tựu trước đây của mình. Hợp tác ngoại giao và việc theo đuổi hòa bình sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong thời kỳ hậu chiến. Không cần phải có một cuộc chiến tranh thế giới khác để hiểu những điều cơ bản như vậy. Nhân loại nên tăng cường ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế giúp các quốc gia và người dân giải quyết xung đột. Các chính trị gia cũng phải hiểu rằng hợp tác với những người khác là quan trọng cho sự ổn định toàn cầu. Theo bạn, nguy cơ dễ xảy ra Thế chiến 3 là bao nhiêu phần trăm? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.